nuôi nam tơ nhưng không đủ tiền để mua lồng, giờ phải làm sao? Rồi để cô chỉ cho ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thao ha. Cái thao này thì cái chiều rộng của nó là khoảng 47 cm ha. Và chiều cao á thì khoảng 25 cm là chúng ta có thể nuôi được rồi ha. Và ở lớp ở dưới thì chúng ta lót cát nè. Lót cát cho cái lông của bé được một ha. Và trên sẽ lót giấy để cho đi vệ sinh nó sẽ hút vào trong đây ha. Và cái chuồng nó không có bị hôi ha. Và chúng ta bỏ thêm một cái quay chạy hay là một cái đĩa mai gì đó để cho các bé nó vận động á, nó sẽ không có bị xì tét ha. Như vậy thì các bé nó sẽ cuộc sống của bé nó cũng là rất là ổn, là nó không có bị gò bó hay là ngột ngạt gì ha. Và chúng ta chỉ tạm nuôi đỡ thôi, để khi nào mà chúng ta có tiền sẽ mua cho bé một cái lồng rộng rãi và sạch sẽ hơn ha. Và khi chúng ta làm xong xuống các thứ thì sẽ tìm một cái nắp để đậy ha. Thì cái nắp này thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái lồng của cái quạt mà bị hư mà chúng ta không sử dụng á, chúng ta lấy đậy lên ha, để cho các bé này cũng được an toàn ha. Thì như vậy á thì mèo hay hoặc là những con vật khác á, nó sẽ không có làm ảnh hưởng đến các bé của chúng ta ha. Thì lồng này thì chỉ tạm nuôi đỡ thôi, rồi khi nào mà chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ mua một cái lồng rộng rãi hơn cho các bé ha.